Nhiều năm trước, khi thấy tỉnh Lâm Đồng có chủ trương khuyến khích việc xã hội hóa trong đầu tư xây dựng bến xe, công ty trách nhiệm hữu hạn Tá Lợi đầu tư hơn 20 tỷ xây dựng bến xe khách huyện Đơn Dương, bến xe loại 3, công suất khai thác 30 xe một giờ. Tuy nhiên gần 10 năm qua, bến xe hoạt động thoi thóp vì luôn trong tình trạng vắng xe, dịch vụ đi kèm vì thế cũng xuống cấp do không có khách sử dụng. Hiện tại thì các nhà xe của huyện Đơn Dương không có xe ra vào bến. Hiện giờ một ngày mà cả đi cả về trên huyện Đơn Dương thì có khoảng 4 đến 50 chuyến đi và về, trong khi có chỉ khoảng 4 chuyến là đi vào thôi, nhưng mà cũng không một xe nào vào đậu đỗ hoặc đón trả khách tại bến, mà cũng chỉ đón khách dọc tuyến đường và theo kiểu xe dù bến cóc như cái kiểu ngày xưa thôi. Tuy nhiên thì chủ đầu tư cũng đã làm tờ trình gửi Sở Giao thông, gửi Sở địa phương thì địa phương cũng ghi nhận. Theo tìm hiểu, nhiều nhà xe tại Đơn Dương đi thành phố Hồ Chí Minh và ngược lại chỉ chạy lòng vòng ngoài đường đón khách. Việc này cũng được nhiều hành khách ủng hộ vì tiện. Tình trạng tương tự cũng xảy ra tại bến xe khách huyện Di Linh. Chính thức vận hành từ tháng 5 năm 2022, bến xe khách huyện Di Linh được đầu tư với vốn hơn 30 tỷ đồng, diện tích khoảng 9.000 m2 với đầy đủ hạ tầng sân bãi, nhà đón trả khách, phòng vé, cổng ra vào và cả khu vệ sinh cho người khuyết tật, nhưng hoàn toàn vắng xe khách. Đại diện bến xe này cho biết, từ ngày vận hành tới nay, bến chưa có xe khách nào vào đậu, đón trả khách hoặc lấy lệnh xuất bến theo quy định. Ngay cả bến xe Đức Long Bảo Lộc, bến xe loại 1 lớn nhất tỉnh Lâm Đồng, được đầu tư nhiều năm nay với sân bãi rộng hàng chục nghìn mét vuông cũng thừa thớt xe ra vào, chủ yếu là một số loại xe tải và nhà xe đi các tỉnh phía Bắc. Cái công tác thanh kiểm tra thì nó cũng đang gặp những cái khó khăn nhất định. Thứ nhất là về mặt coi như là cái chế tài, các cái biện pháp xử lý kèm theo. Rồi bên cạnh đó là cái sự vào cuộc của lực lượng chức năng thì cũng còn hạn chế. Thì vừa qua là sở phối hợp với phòng cảnh sát giao thông là triển khai đã là một cái đợt trên địa bàn. Thì qua kiểm tra thì cũng đã có cái tổng hợp báo cáo và cũng đánh giá lại những cái vấn đề khó khăn vướng mắc, và trong thời gian tới thì cũng tiếp tục là triển khai cái việc kiểm tra đối với các cái hoạt động về xe dù để coi như là nâng cái số lượng xe vào bến. Trên địa bàn Đà Lạt thì đã coi như thực hiện cơ bản là cũng hạn chế được phần nào. Thì sắp tới là chúng tôi sẽ triển khai ở các cái địa phương như là Đơn Dương, Lâm Hà và Di Linh, tức là có thể là ba địa bàn trọng điểm để coi như là nó tạo sự chuyển biến. Qua tìm hiểu, các nhà xe thường lách luật bằng cách làm hợp đồng trá hình. Toàn bộ hành khách lên xe và có nhân viên ghi tên rồi cho vào danh sách hợp đồng. Thậm chí trong một ngày từ điểm đi tới điểm đến có 10 đến 15 xe.